Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio Minh Số ạ. Vâng, hôm nay bên em giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc, các bác quý khách hàng đã đồng hành cùng Zika Audio Minh Số suốt thời gian qua. Vâng, đó là một dòng mic không dây cao cấp dùng cho gia đình ạ. Vâng, mang thương hiệu là WeWood, dòng mã là SE68 ạ. Vâng, đây là em đã bỏ một sản phẩm ra sẵn đây để giới thiệu đến các bác. Thì đây là cái vỏ hộp đấy ạ. Vâng, em đã bỏ ra một cái hộp này để em giới thiệu và test cho các bác mọi miền Tổ quốc xem và trải nghiệm. Vâng, thì đây là cái hộp đấy ạ. Hộp mã là thương hiệu WeWood này. Vâng, mã là SE68 ạ. Vâng, SE68 đây là dòng sản phẩm rất là cao cấp ạ. Vâng, cái hộp nguyên, cái hộp đã nhìn thấy nó là sang chảnh rồi, đẹp rồi, chắc chắn rồi ạ. Vâng, thì em đã bỏ sẵn ra đây rồi ạ. Vâng, thì em quay lại cái mic không dây WeWood E68 để em giới thiệu đến các bác ạ. Vâng, thì em đã bày sẵn đây các bác nhé. Vâng, đây ạ, thì đây này, thương hiệu WeWood mã E68. Vâng, đây là dòng mic 6 số cao cấp dùng cho gia đình. Vâng, về cái giao diện thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Các cái đèn hiển thị thông số và những cái mã số đấy ạ. Vâng, đèn xanh rất là đẹp ạ. Vâng, hai màn hình LCD đây dùng để cho tín hiệu hai mic hiển thị. Đây là cái đèn để quét mã số này. Đấy, đây là cái chế độ chỉnh này, phép tôi chọn dò tín hiệu ạ. Vâng, đây là cổng công tắc nguồn đấy ạ. Vâng, về tổng thể thì khá là đẹp, sắc, các cái đường nét rất là sắc và tinh tế ạ. Đặc biệt là tay mic, đây tay mic đi ạ, em đã bỏ sẵn ra đây rồi ạ. Đây, đây ạ, mic WeWood SE68. Vâng, màu bộ đội rất là khỏe khoắn, rất là lì đấy ạ. Vâng, các bác nhìn kể cả những cái chữ đấy ạ, rất là khôn. Đây là hàng nhà máy Trung Quốc đấy ạ, hàng chuẩn của nhà máy. Vâng, hai mic đây ạ, một cái em vẫn để bên trong. Đây, cái dòng này mà ca sĩ Thanh Lam hát cũng xuất hiện trên công chúng rất là nhiều. Vâng, dòng này là dòng chuyên nghiệp. Về cái độ bắt mic thì rất là cao, và hát thì đặc biệt là rất là nhẹ và bay tiếng. Đấy, còn bác sở hữu bộ mic không dây WeWood E68 này thật sự là đẳng cấp đấy ạ. Vâng, em mở phía bên trong ra. Đây ạ. Đây, cũng rất là dày, về cái khung xương của cái vòng này rất là dày. Vâng, ở trong cũng là sơn bộ đội luôn ạ. Đây ạ. Vâng, thì phía trong đây có các cái mã số là của nhà máy này, và quét ra code của công ty này. Vâng, đây phía trong là chỗ lắp pin đấy ạ. Vâng, nhìn khá là dày dạn đấy ạ. Vâng, đặc biệt là cái dòng này là có chế độ tự ngắt trong 3 giây khi mình không sử dụng ạ. Vâng, rất là tiện ích cho nhà có trẻ con hay nghịch, thì mình đặt xuống thì trẻ con nghịch thì 3 giây đã tự ngắt rồi. Và đặc biệt cái dòng này chống sốc rất tốt nha các bác nhá, có thể rơi độ cao từ 5 mét trở xuống không có đề gì. Vâng, chống sốc rất tốt. Vâng, các bác nhìn các cái đường nét này, các cái kẻ chỉ rồi. Hiện tại bây giờ để nói dòng mic cao cấp thì hiện tại cái dòng này đang đứng đầu bảng luôn ạ, không có dòng cái dòng nào so sánh được. Vâng, về cái đầu thu tín hiệu thì cực kỳ là đẹp. Vâng, sau đây em sẽ thử một đoạn nhạc để test cái mic WeWood SE68 này cho các bác trải nghiệm nhé. Vâng, sau khi em đã lắp pin đấy ạ, thì đây là cái hoạt động của mic đấy ạ. Vâng, mã số là 6 số ạ. Vâng, đây ạ. Khi mà 6 số là tương ứng với 6 số ở trên cái đầu thu mic ạ. Vâng, cái này bên em đã dò sẵn rồi ạ, các bác về chỉ việc dùng thôi ạ. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Vâng, cái mic này thu cái giải lời ấy rất là nhẹ, rất là nhuyễn ạ. Vâng, rất là bay tiếng thì em thở thôi nó cũng rất là bắt mic rồi. Alo, em ở rất xa này. Alo 1 2. Vâng, rất là xa. Em gần này. Alo 1 2 3 4 5 5 6 7. Vâng, rất là bay tiếng. Em đã hát một đoạn nhạc karaoke cho các bác nhá. Các bác nhé. Vâng, về cái nói độ nhạy và độ bay tiếng thì không con nào, không cái mic nào có thể vượt qua được cái dòng WeWood E68 này bên em. Sự đứng đầu bảng luôn ạ. Vâng, so với thời điểm hiện tại thì không có đối thủ luôn ạ. Vâng, vì thế các bác hãy chọn lựa cho mình những sản phẩm tốt nhất và đẳng cấp nhất ạ. Vâng, thì đây là những cái clip này hôm nay bên em giới thiệu cho các bác chi tiết về cái mic WeWood E68. Vâng, đây thì em nhắc lại màu bộ đội cực kỳ đẹp, rất là chắc chắn ạ. Từ những cái đường nét rất nhỏ, từ những con ốc thôi ạ, những con ốc thôi, rất là sắc nét. Vâng, dòng mic 6 số cao cấp cho gia đình. Vâng, em đang kết nối với lại Vanker ZKM lại với mic ạ. Vâng, dòng đang thống lĩnh thị trường về Vanker Live số đấy ạ. Vâng, và một cái đẩy Crown XLI 800. Vâng, và một đôi loa Tannoy đấy ạ, do ta nói bản thương mại. Vâng, nghe cũng khá là đẳng cấp. Vâng, thì sau cùng thì em chúc tất cả các bác bạn miền Tổ quốc nói chung là luôn luôn có sức khỏe. Vâng, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, thì luôn luôn hạnh phúc bên gia đình. Vâng, bên em nhập rất là nhiều những dòng mic WeWood E68 này rất là cao cấp đấy ạ. Vâng, ca sĩ Thanh Lam cũng rất hay sử dụng trên trước công chúng đấy ạ. Vâng, bên em có rất nhiều clip về ca sĩ Thanh Lam để đã trải nghiệm một cái mic thương hiệu WeWood này. Vâng, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh bên em nhé. Vâng, để tiện theo dõi tất cả các sản phẩm bên em về hàng ngày, và đặc biệt là các bác nhớ ấn nút chuông để cập nhật thông tin bên em up lên liên tục đấy ạ. Vâng, các bác nào muốn sở hữu cái mic WeWood SE68 này, các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh thì bên JK có thể gọi điện trực tiếp cho các bác để tư vấn, và các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên JK cũng được ạ. Vâng, bên em cập nhật tin tức và online 24/24 ạ. Vâng, một lần nữa thì cũng cảm ơn tất cả các bác đã đồng hành cùng JK Audio âm thanh số suốt một thời gian rất là dài. Tình cảm các bác bên em rất là trân trọng và chân quý ạ. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.